Anh xây chuyển được mọi cái tình huống. Như cái lúc thì em nóng, anh sẽ làm như thế nào để cho em nguội xuống? Thật ra là em chưa nhìn thấy ai mà em thấy hợp với em cả. Trời đất ơi. Trời ơi, cũng căng quá nha. Dạ, em tên là Hiển Vinh, hiện tại em 28 tuổi và em đang sống và làm việc tại Đồng Nai. Em làm nghề gì? Dạ, em làm nghề tóc. Em làm chỉ riêng biệt là nam thôi. Nam thôi. Dạ. Ừ, rồi. Rồi mời em gái giới thiệu. Em tên là Nguyễn Thị Kim Hoài, 26 tuổi. Em đang sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Nguyên quán của em là ở Thanh Hóa. Em đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên văn phòng ở phòng thu mua của một công ty ở Bình Dương ạ. Bình Dương là ở em ở cái địa chỉ nào vậy em? Dạ, Bình Dương là em ở Dĩ An ạ. À, Dĩ An, anh xuống Dĩ An cũng gần. Gần không? Dạ cũng gần chị. Rồi, Đồng Nai là em ở cụ thể chỗ nào? Dạ Đồng Nai là em ở huyện Vĩnh Cửu, cũng giáp ranh với thành phố Biên Hòa. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em đó là biết nấu ăn, khá là vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Khi mà em làm việc thì em cũng khá là tập trung. Về nhược điểm là em khá là nóng tính. Em hay cáu, em cũng hay quên nữa. Hay cáu mà còn hay quên nữa. Sở thích của em là ưu điểm và biết ca hát, chơi thể thao cũng tốt. Rồi thiêu chanh, nấu làm ăn, giặt đồ thiêu, gì cũng làm được. Thiêu chanh hả? Ồ. Nấu ăn, giặt đồ, hớt tóc, cạo đầu. Biết hết đúng không? Dạ, cái đó cũng thường lắm anh. Em hỏi bạn gái đi. Sở thích đầu tiên của em là cái gì? Xem phim ạ. Có hay đi ăn uống hay là cà phê, bạn bè, đi đâu gì không? Dạ, cũng thỉnh thoảng cũng có đi ạ. Em thường đi vào ngày cuối tuần ạ. À, vậy cái đó nó cũng phù hợp đó với anh. Ừ, dạ. Anh ơi, anh có hài hước không ạ? Hài hước thì cũng có em. Nói chung là anh có thể xây chuyển được mọi cái tình huống. Như cái lúc thì em nóng, anh sẽ làm như thế nào để cho em nguội xuống? Lúc nào em vui thì anh sẽ làm sao cho em buồn xuống? Dạ không, vui thì cho em quẩy lên luôn. Anh ơi, anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi ạ? Ba mối tình. Dài nhất thì cách đây là 2 năm. Nói chung là cũng tình cờ thôi, mình cũng không biết là sau này quen rồi thân thiết với nhau rồi trái tim nó rung động rồi lúc đó mới biết người đó là định cư nước ngoài. Việt kiều á ha? Dạ Việt kiều, tại vì người đó về quen nhau bao lâu mới biết? Dạ người đó về 2 tháng. Tới lúc mà rằng đi thì người đó thì mới nói là em định cư bên nước ngoài. Rồi đi luôn. Dạ đi thì cũng liên lạc cũng vẫn một thời gian, càng ngày thấy xa mà cách lòng anh. Hai đứa cũng thống nhất với nhau là tự giải thoát cho nhau và tìm một cách hướng đi mới. Rồi bạn gái bên kia, mình có mấy mối tình rồi. Dạ em chưa có mối tình nào ạ. Chưa có mối tình nào? Lý do tại sao? Em ít có giao tiếp với bạn nam nhiều ạ. Mà nếu mà có giao tiếp thì các bạn ấy cũng là các bạn thân chơi thân, mà thân thì không có yêu được. Nhưng mà em có thích không? Mình có cảm thấy thích bạn nam nào không? Mình có dạ. Yêu đơn phương ai không? Dạ không. Không luôn? Dạ. Rồi mình nhìn một chàng trai mình thấy hợp mình hay là thấy đẹp trai hay cái gì mình có thích không? Thật ra là em chưa nhìn thấy ai mà em thấy hợp với em. Đó coi. Cái gì mà hai mấy năm mà chưa nhìn thấy ai thấy hợp hết. Dạ. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình ạ. Cao hơn em, cao hơn em một cái đầu. Mặt thì ưa nhìn ạ. Em thích bạn nam mà mặc áo sơ mi trắng. Vô hả? Con tay đóng thùng với áo sơ mi trắng ấy. Em rất là có cảm tình với những bạn mà trong các cách ứng xử của mình phải là một người nghiêm túc và mình trưởng thành trong suy nghĩ của mình. Nghĩa là không thích cà rỡn, giỡn hết rồi phải không? Dạ. Em có thể xoay chuyển tình thế mà. Dạ được. Không có lo. Ừ. Vậy em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ người bạn gái của em thì trước hết thì phải nết na nè. Rồi mình phải biết lễ phép đối với người trên kẻ dưới, đặc biệt là phải chung thủy. Đây biết chung thủy hay không mà ta chưa có quen ai lấy đầu biết. Em thích có một cái bộ tóc đen dài. Bộ tóc đen mua tóc giả đội vô. Dạ không anh. Rồi gì nữa, đen dài có luôn. Đen dài, nước da thì nói chung cũng sáng chút xíu thì được. Rồi. Dạ, hiền dịu chút xíu. Đơn giản vậy thôi phải không? Dạ. Em suy nghĩ sao về cái việc sống thử? Em không thích sống thử. Không thích sống thử. Dạ. Sống em... là thiệt luôn trong thử đúng không? Em là một người mà theo mẫu hơi truyền thống một chút. Em không có tư tưởng quá hiện đại. Rồi, được rồi, để dạ. Chị nắm cái tình hình vậy chị qua chị coi. Cô bên đó yêu thử còn không được, nữa chị sống bởi thử. Bởi vậy khó lắm mà. Nghe vậy thấy có sợ gì không? Dạ. Có lo lắng gì không? Dạ không có gì. Cái đó thì nói chung là nằm trong cái chỉ tiêu của em hết. Trong cái khả năng của em mà nó dễ lắm.
có nghĩa là nghe chưa có bạn trai là còn khoái nữa đúng không? Dạ không, có bạn trai hay không rồi thì cái vấn đề đó nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà đây là người ta nghiêm túc là nha, người ta không có sống thử nha, người ta quen là người ta tới tiến tới hôn nhân luôn nha. Công việc ổn, mọi thứ sẵn sàng để tiến tới hôn nhân chưa? Dạ ổn định, em thì em làm ở đây là 10 năm rồi. À, em đang sống với ai? Có sống ba dạ, mẹ không? Dạ em sống chung với ba mẹ em. Nhưng mà em mở một cái tiệm ở trước nhà. Dạ. Nói chung là nhà em thì làm dâu rất là dễ. Tại vì ba mẹ em luôn luôn có một cái phương châm á, là có một con người con dâu hay một chàng rể hay gì đó là luôn luôn đặt một cái tình cảm cho những người đó là trên hết những người con ruột. Được ha. Dạ. Rồi, không có yêu cầu gì nữa hết ha. Dạ, đơn giản. Đáng lẫy trên dưới gọn gàng ha. Bữa nay hên mặc áo trắng chứ không mặc áo đen ha. Được. Được rồi, tôi qua coi bên đằng gái thế nào nha. Dạ, dạ. Hai, chào em gái. Có nào nằm tưởng tượng là ông chồng của mình là một người thế nào không? Ừ, dạ, em xem phim á, xong rồi em tưởng tượng. Dạ, giống ba em, giống bố em. Ba em là người thế nào? Bố em là một người rất là nghiêm túc, chính trực và có trách nhiệm với lời nói của mình ạ. Được kiếm người giống ba khó lắm á. Tương tự thôi cũng được ạ. Tương tự thôi ha. Dạ. Để coi anh này giống ba không nha. Bên này cũng ổn đó. Bắt đầu. Đó, tặng hoa là lên vòng cổ luôn. Biểu diễn luôn trước mặt cổ. Bắt đầu đứng nó hát luôn. Em ơi, tôi không phải kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử mượn đóa đào kia để tương tư hình bông, mà chỉ bần khoăn với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với hoa đào. Nhìn thẳng cô gái hát. Chỉ sắc hồng tươi và hương vị ngọt ngào, không kiêu sa không mượt mà quyến rũ, sao tôi mơ màng ấp ủ bấy lâu nay. Vượt đường dài nào ngại gió sương, nay được về đây vừa lòng Hà Nội. Trời đất giao xuân đào ơi đừng nỡ dội, để tôi được bồi hồi nhìn đại hoa hé nở. Trời hay quá. Quá ngọt ngào. Được rồi, dạ đó là đồng. Cảm nhận giọng hát của bạn trai như thế nào em? Dạ, em thấy anh hát hay ạ. Hay đó. Quá hay. Anh cảm thấy em hôm nay là em rất là dễ thương. Và rất cảm là thấy em mà anh rất dễ thương là sao? Dạ cảm thấy em rất dễ thương. Như anh mong muốn tìm kiếm một người như em vậy đó. Và tính tình của anh nó cũng đồng bộ với em. Dạ. Cũng hòa hợp được. Dạ. Quê gốc của anh là ở Biên Hòa luôn ạ. Gốc của cha mẹ anh thì ở dưới miền Tây á, ở dưới thành phố Cần Thơ. Dạ. Em có bao giờ anh đi miền Tây chơi chưa? Dạ chưa. Trời ơi, để mình mốt về dưới anh chở về dưới thăm Chợ Nổi đẹp lắm. Dạ. Nếu mà bây giờ là em có bạn trai rồi đó, thì em có muốn là một tuần như đi chơi mấy ngày em có thể nói cho anh biết được không? Nói chung là mình cứ sắp xếp nếu mà phù hợp thời gian như thế nào thì mình đi thôi ạ. Anh rất là hạnh phúc một cái điều đầu tiên và anh cảm nhận có một cái điều gì đó nó rất là rung động về em. Anh mong sao là mình sẽ cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu và tiến xa hơn. Em chỉ quan trọng là mình khi mà mình quen nhau thì mình cần phải tìm hiểu nhau thật kỹ và có những cái quyết định đúng đắn. Ok, anh cũng suy nghĩ cũng giống như em như vậy. Em thấy anh về bề ngoài thì anh cũng khá là đẹp trai. Anh hôm nay mặc đồ sơ mi trắng với quần tây với giày, thấy anh rất là nghiêm túc và em rất là, nói chung là em có cảm tình. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Hai cái nút bấm nó thiêng liêng lắm nha các bạn. Đã bấm là có thật đấy. Đã hãy bấm suy nghĩ thật kỹ. Là duyên đã trao đấy nha. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Một chàng trai rất là năng động, rất dễ thương. Một cô gái một chút thẹn thùng. À, cô gái cũng bối rối đấy. Nắm luôn. Đấy.
Anh nghĩ rằng chúng ta sẽ bổ sung những cái khương khiết cho nhau để trở thành một cặp đôi hoàn hảo nha. À, đây là chiếc vé xem phim của Cụm Rạp.